giận mà kém ai nòng sao, ni hùa chờ ai nòng khắm nơ, bình lụ bờ hướng ai nòng.
thân mật cho hai bên gia đình và lớn lời cho cô giáo chú rể. Xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách về tham dự buổi lễ vô quy trăm năm hạnh phúc của bạn trẻ Ngọc Lan và Việt Anh trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là trăm năm chọn lấy một ngày, trăm năm chọn lấy một ngày này đây. Bao nhiêu năm đời tháng chờ, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Cho mai gặp chúc cho anh gặp nàng. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta tạm ngưng một ít phút, cùng hướng ánh nhìn của mình ra cổng hoa để đón chào đôi bạn trẻ đẹp nhất, dạng người nhất. Đó chính là cô dâu Ngọc Lan, sang duyên cùng chú rể Việt Anh, cùng lên sân khấu tình yêu để ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời toàn thể quý vị hãy vang lên một tràng vỗ thật lớn nào anh chị em ơi. Trên con đường hạnh phúc và tìm đến đỉnh vinh quang để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Trên cao lúc ngày đời bạn trẻ đẹp nhất, dạng người nhất, hạnh phúc như ngày hôm nay, nhưng không thể thiếu được sự hiện diện của hai bên gia đình. Ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời đại diện cho gia đình nhà gái, trân trọng kính mời ông Lò Văn Hà, bà Luồng Thị Lạ là song ngân của mẫu của cô dâu Ngọc Lan cùng lên sân khấu tình yêu. Xin mời toàn thể quý vị hãy vang lên một tràng pháo để chào đón gia đình nhà gái, và trân trọng kính mời đại diện cho gia đình nhà trai, trân trọng kính mời đó là chú thím của chú rể Việt Anh, rất xin mời chú Lò Văn Tâm, thím là Lò Thị Toan cùng lên sân khấu một tràng pháo chào đón, và là đại diện cho gia đình trai cũng như gia đình nhà gái của chúng ta đây ạ. Vâng, phải nói rằng hôm nay ngày vui hạnh phúc chào năm của cô dâu chú rể thì toàn thể quý vị anh chị em đã dành thời gian bằng ngọc của mình trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Vâng, thưa toàn thể quý vị thân mến, trên hôm nay cùng đôi bạn trẻ đẹp nhất, dạng người nhất, hạnh phúc nhất ngày hôm nay, đó chính là hai bên gia đình cũng có mặt đông đủ để cùng ra mắt toàn thể quý vị anh chị em trong buổi trưa ngày hôm nay. Thay lời mới nói cũng như lời duyên tốt đẹp nhất thì ban tổ chức tôi trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình quý chào toàn thể hồi hôn đi ạ. Thời sắp phép vào mè tinh cầu tinh xíp ở sông bón tà na hôm qua bày hạc chờ nàng chầu lung chầu tà má cụp má cù má sú má phành tảnh hơn là rào ơn to bùn lúc nà bùn tà lướm lướm chè bè cùng trắng xình bề nà sáng bón đủ là nâu bò mè ải êm liền sùng trùng nhẫn nhớ hôm bùn nốc lan nhớ hôm bàn nốc lửa nhưng trắng dược biển xào trai chẳng giao biển báo xào phòng tờ có ế bàn sai trai đơn nửa có ế bàn nằm có bà bá chữ hỏng hạc luôn chờ có chữ hỏng phở luôn banh có chữ chừa mắt lai xài mắt hỏi của bà mỡ lù là nâu trắng cò cả nàng bìa mương sườn cả nàng bìa bàn tàn nghiệp huồng trương bùn hồn đèn nen hồm hồng con men hồng men thèo con men éo chằm chằn nhường ổ nhường chọc tà nhường trà nhường khẩu mốc và còn nhàn bốc của cổng tòng và còn nhàn bốc hỏng lá chờ trai của tôi số ải số êm có hạc có banh một nàng của bà mỡ mê đi bên chằn bừ sàn bên chép nhưng trắng sạt đèn chứa hà trai trắng sạt đèn pha chú ở trắng bền lắm phù hồ me bền đồi sắc đồi thú bền cù sắc cổ kim của bà mỡ mê đề phú già tà nai kiếm ma hà lầy diệt ban khẩu hòm buồn cáo mơi ải nọng cò mè rút lại na lung tà rút lại bàn các phủ bàn cò rút lại phường cái đầy mơi ma đầy tăng nà song phái phú già tà nai các bà đồ phù miết trẻ mê đề mỡ khỏi so chúc hợp cò mè chú côn và gào khăn màn dương giật kín vào tay mà khừng xiềng sân bờ sầu sắc nhọt lên nếp bò mè ải em chú cô này đâu mà mọi cặp đôi đang yêu nhau đều mong muốn và hướng đến. Và ngày hôm nay đây, hai nhân vật luôn được chúng ta yêu mến đó chính là chú rể Việt Anh sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Lan của chúng ta. Họ đã cùng đi với nhau một quãng đường thật dài và viết lên một câu chuyện tình thật đẹp, để rồi hôm nay đây khi trải qua những sóng gió thử thách của cuộc đời thì họ đã quyết định về chung một nhà
để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình thật ấm no hạnh phúc, và được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như sự công nhận của chính quyền địa phương cho phép, hai bên gia đình đã long trọng tổ chức lễ vu quy trăm năm hạnh phúc cho bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Với sự diện của toàn thể quốc lễ có mặt tại hôn trường cưới của nhà gái ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức cũng như MC Hải Na tuyên bố lễ vu quy trăm năm hạnh phúc của bạn trẻ. Cô dâu Ngọc Lan sẽ nhân cùng chú rể Việt Anh chính thức được bắt đầu. Và chúng ta hãy cùng vang lên một tràng vỗ tay lớn nào anh chị em ơi. Vâng, hết sức tuyệt vời ạ. Chúng ta cùng chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho hai gia đình từ nay đã có rể Thảo và dâu Huyền. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, để đánh mốc sự kiện trọng đại ngày trăm năm hạnh phúc thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể bước đi một bước kìa, để trao cho nó cặp nhẫn yêu thương và nở nụ cười thật tươi. Vâng ạ, xin mời chú rể Việt Anh và cô dâu Ngọc Lan quay mặt với nhau đi ạ. Vâng, xin mời nhiếp ảnh gia. Vâng ạ, nhà quay phim lầu kiểm của chúng ta hãy ghi lại khoảng khắc ngày lúc này. Vâng ạ, xin mời chú rể Việt Anh hãy bỏ vâng ạ cặp nhẫn yêu thương ra. Và xin mời các nhà nhiếp ảnh gia nữa ạ. Ngoài nhà quay phim YouTube lầu kiểm thì chúng ta còn vâng ạ điện thoại của mình ra để ghi lại khoảng khắc này đi ạ. Và xin mời chú rể Việt Anh sẽ cầu hôn vâng ạ cô dâu Ngọc Lan như thế nào thì chúng ta hãy một tràng vỗ tay thật lớn đấy đi ạ. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chú rể Việt Anh sẽ trao vào ngón tay áp út, đó là ngón tay tình yêu vâng ạ của cô dâu xinh đẹp của chúng ta. Vâng ạ, xin mời cô dâu Ngọc Lan đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra đi ạ. Và ngược lại vâng ạ cô dâu Ngọc Lan cũng sẽ trao vâng ạ chiếc nhẫn yêu thương vào ngón tay áp út của chú rể, ngón tay tình yêu và người mạch máu con tim luôn bây giờ được chảy. Và vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể của chúng ta trở lại vị trí ban đầu khoe nhẫn với toàn thể quý vị đi ạ. Xin mời đi ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Và sau đây ban tổ chức cũng xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể tiến lên bên tháp đi tình yêu để rót rượu sâm banh. Xin trân trọng kính mời ạ. Sâm banh. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh rất là gió lộng để em là mây bay, anh rất là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Tháp đi tình yêu là tượng trưng cho ngôi nhà hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Cùng chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và xin mời cô dâu chú rể chúng ta tiếp tục vâng ạ trai thứ hai. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể tiếp tục trai thứ hai đi ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Cũng như cùng hai bên gia đình để tràn ly rượu trăm năm hạnh phúc thì ban tổ chức tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng rót rượu ra chén của mình đi ạ. Ai uống được rượu thì rót rượu, ai không uống được rượu chúng ta thì rót nước ngọt ra đi ạ. Ban tổ chức tôi xin đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng rô thật to được không ạ? Anh chị em bạn bè ơi, đã sẵn sàng chưa? Vâng, chưa thấy mọi người cùng hô đồng khởi với ban tổ chức tôi ạ. Đã sẵn sàng chưa? Vâng, xin cảm ơn. Và sau đây xin mời hai gia đình chúng ta đứng hình vòng cung đi ạ. Đứng hình vòng cung, sang cầu bán. Đứng hình vòng cung đứng lên đây. Nhông chén với cả anh. Hôm ban tổ chức tôi xin đếm ạ. 1, 2, 3. Dô 2, 3. Dô 2, 3. Cát 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc âu hành nếp bà mẹ chú con nữ. Bà mẹ bổng bố mẹ khỏi nữ. Vâng ạ, xin mời gia đình chúng ta cùng đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa ban tổ chức tôi thân mặt cho hai bên gia đình và lớn lời cho cô dâu chú rể trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị quan khách đã dành thời gian vàng bạc của mình vào tham dự buổi lễ vu quy trăm năm hạnh phúc của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị là vui tươi và ngon miệng. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây ban tổ chức tôi trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình trở về tiệc bàn tiệc để cảm ơn những người bạn người thân của mình về chung vui với gia đình. Xin trân trọng kính mời.